Snack khoai tây cay nhất thế giới. Mình thấy cái này nó cũng giống như là snack khoai tây bình thường ngoài tạp hóa à. Nhưng mà kiểu cái gì quá nè. Cái mùi của nó không có hăng bình thường à. Cái miếng này nhìn giống như cái miếng mà đồ giữa móng tay á, trong nail á, người ta vũa cho mình bằng lại á. Giờ mình sẽ thử cái vị của nó nha. Khá là đậm vị luôn nha. Mặn mặn, giòn giòn. Còn mà xét về độ cay thì mình thấy cay ở mức dạng gọi là nó cay ở mức hết thể thanh hà vậy thôi, chứ không có dạng gọi là cay muốn rồi vẫn hỏng không. Bình thường nha. Mì cay nhất thế giới. Trời ơi, giỡn à. Ok, mời mọi người nhé. Bình thường, không có cay. Nãy giờ là mình vẫn chơi thôi, giờ mình mới ăn thiệt nè. Ngon. Mẹ ơi, giờ còn sợ không mẹ? Review trứng vịt thú nhất thế giới. Nãy giờ vẫn chơi thôi, giờ mới ăn thiệt nè. Mặn mặn, bé bé. Tính răng cũng được mà. Hôi muốn lòng cái não luôn rồi. Lẩu tự sôi đậu hú húi, hú tới cỡ nào ăn bóc liền tay một em đậu hú húi tự sôi. Trong đây cũng sẽ có các gói topping và một gói tự sôi như lẩu tự sôi thôi. Giờ mình cho lần lượt mấy em nói vào chung luôn. Nhân vật chính ngày hôm nay là em đậu hú húi này nè, còn này là cải chua hay gì á, tiếp theo là rau khô, rồi sa tế cay, cái này chắc là nước cốt hầm á, rồi với mấy con cá nè. 1, 2, 3 liền em nói lên cái hộp tự sôi tầm 15 phút là có ăn rồi, mà hình như mua chung cái gói tự sôi nó bị mát mát sao á. Thấy nó sôi cái gì mà liêu ghiêu rồi nhìn mà tức á. Thôi kệ dứt thôi mọi người ơi. Ủa là sao? Sao không hú gì hết trơn vậy trời? Không có một chút xíu gọi là húi luôn á. Ăn y chang như đậu hũ bình thường à. Không xét về cái độ húi nha, mà xét về cái vị là ngon nha. Bùi bùi, mặn mặn, cay cay. Mà không phải nói là cay mà gọi là cay nồng luôn á. Thiệt, nó không có húi mà nó cay quá. Ai muốn lội bắn ổng. Hơi bị khoái cái con cá này. Ăn nó dai dai, mặn mặn, dính lắm luôn. Cơ mà em này giá hơi chát nha mọi người ơi. Mì gà men thiên thần và ác quỷ, cái nào ngon hơn? Ok, cùng quốc kiểm chứng nha. Đi từ thiên thần trước nha mọi người. Má ơi, cái gì mà hầm bà lặn trong đây hết trơn vậy trời? Thì có mì rau xay, chả cá, cốt gia vị, bắp khô với lại dăm bông. Nhìn đúng thiên thần luôn á. Mì hồng mà chả cá cũng hồng luôn. Đi tới ác quỷ nào cũng một đống luôn nè, không thua gì thiên thần nha. Cũng có mì nè, rồi rau xay, chả cá, ác quỷ gì mà nhìn cute vậy cha. Nước sốt, cốt gia vị, dấm chua, cuối cùng là dăm bông. Giờ mới phát hiện tụi nó có cánh nữa nè mọi người ơi. Giữ ăn liền, cho nước sôi vào rồi chiến thôi. Đúng như câu thiên thần luôn. Vị nó ngọt ngọt, béo béo mà nói chung là hơi ngán nha. Có mùi cá, mì thì dai, dăm bông thì ăn tạm mà chứ cũng không ngon. Bù lại có mấy hạt bắp ăn ngọt ngọt cũng vui miễn phết. Ác quỷ nên mì nó đang hùi lùi à, nhìn là biết ác liền. Mì thì dai dai, cái vị thì chua chua mặn mặn cay cay. Còn cái dăm bông này thì chan với thiên thần thôi, nó cũng không có ngon. Và kết quả 1-9-1-10. Xin được chúc mừng chiến thắng thuộc về ác quỷ. Pani Puri, món ăn Ấn Độ liệu có ngon như quảng cáo? Review với các bạn một loại bánh siêu độc lạ của ẩm thực Ấn Độ. Bánh này hình dạng như cái bánh phồng tôm vậy, nhưng mà ngộn cái là chiên nó phồng to tròn ra như con cá lóc mít vậy. Nếu mà mình ăn đúng cách á thì sẽ có khoai tây nghiền thịt các kiểu đồ á. Nhưng mà để có cái cảm nhận chuẩn vị nhất, Quốc sẽ ăn kèm với cái gói nước sốt mà người ta cho luôn. Cái cục này ăn nó giòn gụm mà, cái vị nó mặn mặn quyện cùng cái giòn giòn, ăn nó cuốn mà nó chung cái vị rất là lạ lùng luôn. Và mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường cho tới khi mà mình chấm chung với cái nước sốt này nè. Nó chua chua mà nữa mặn mặn, cái vị nó là gá.